Anh bị sao đây anh? Suy thận mạn. À, suy thận mạn. Vâng. Này đúng rồi, đây là bắc cầu. Ồ, đây là bắc cầu để chạy thận nhân tạo các bạn. Một tuần anh chạy thận nhân tạo mấy lần? 3 lần. Một tuần 3 lần á? Vâng, 2 thứ 4 thứ 6. 2 thứ 6. Thế là quanh. Ngày nào cũng tuần nào cũng lên Lào Cai sáng đi xong chiều về ạ? Vâng. Xe ca hay là xe máy? Xe ca. À, 246 từ khu vực Anh Xuân Hòa. Vâng. Yeah. Vâng. Lên Lào Cai là 100 cây. Vâng. Đi đi lại. Như thế là với chi phí 200 nghìn đi lại như thế là rẻ đấy, là tiết kiệm tầm tiệm đấy các bạn. Sáng không ăn sáng đấy. Sáng là nhịn. À, nhịn ăn sáng để đi chạy thận. Vâng. Ăn thì sợ tiền xăng thì sợ xe hỏng nó không đủ, hôm nào đi xe máy. À. Rồi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với A Pháo TV. Và đây là nội dung nữa mình truyền tải lên kênh. Rất là lâu rồi mình không đăng tải, truyền tải một cái video nào lên A Pháo TV các bạn nhé. Và nay là cận Tết thì một trong những video mà mình quay lại hậu trường một chút trong cái chuyến đi mà đi phát quà ở trên bản vùng cao về. Nãy là, ở đây là bạn Hiệp, bạn Điệp các bạn là người nung. Nay thì mình để một cái thùng ở đây để các bạn, để các cô chọn một chút để tìm xem cái nào phù hợp không để đi mặc, để đi làm việc các bạn ạ. Đang thấy mài dao, chắc là chuẩn bị mổ con lợn, tiếp đó A Pháo TV. Ai này, tưởng là mổ lợn ăn Tết thì mời A Pháo TV này. Không phải ạ? À? Ôi giời, đây dao dựa đấy đầy các bạn này. Mình tưởng là mài dao chuẩn bị mổ lợn rồi, chắc mẩm rồi. Hóa ra không phải. Và ở đây các bạn, nhờ góc máy quay về đây ạ. Và đây là một cái thùng quà nữa, cũng khá lâu rồi nha các bạn nhé. Thì trong gửi về trong cái thời điểm mà dịch Covid các bạn không phát được, mà ngày nay thì mình mới mang lên bản được. Của người gửi tên là Hoàng Đình Dũng, bạn ở Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Đó, cũng khá lâu rồi. Đây thì trong số ở đây mình để nhìn xem nào, mẹ của Điệp. À đây, đúng không? Đó, đây là bộ trang phục của đồng bào người Nùng các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là váy đen, áo xanh. Đó, như này. Đó. Đây, thế là em của Điệp đâu? Đây à? Đây. Đứa đẹp chính kia nữa. Em ruột đấy à em? À. À rồi. Đó. Để chờ xem là có bộ quần áo nào vừa cho các bạn không? Đấy. Vào, cứ vào bản cầm dao này là ghê chết đi được các bạn này. Đấy. Điệp chúng mày Điệp. À. Điệp thử mặc cho bạn nào. Con gái con trai đều mặc được em ạ. Đây thì chọn này. Ra chỗ dâm đi em, ra chỗ dâm đi, mặc thử nào. Ra chỗ dâm mặc thử nào. Đâu, ra chỗ này mặc thử nào. Bỏ cái áo á. Bạn bỏ áo khoác ra mặc thử cho. Quý ngài phải ôm lên mà. À sợ máy quay. Rồi bạn sợ thôi.
À bạn kia cũng sợ à? À không thích gì? À. Đó, đi từ thiện đấy không phải đơn giản đâu các bạn nhé. Đây là quần áo mới ấy nhá, mà tặng còn khó như thế này ấy. Chứ không phải là khi mình tặng bộ quần áo thực sự áo mới. Đó, không phải dễ đâu các bạn. Nhiều khi là những bé không lấy đâu, như các bản làng ví dụ như ở đây. Mình nói theo gọi là gì? Dân trí cao và người ta sẽ chọn mốt hoặc là những cái bộ quần áo ưa thích. Đó, chứ không phải là cứ quần áo mới là mình đi tặng được. À vâng, chị Ướm mà bạn ấy vừa cũng được ạ, không cần mặc đâu. Vâng ạ. Rồi ạ, cô có cháu đúng không ạ? Vâng ạ, tặng cho cô một bộ ạ. Vâng ạ. Bây giờ là cái quế các bạn, chính là quế, những cái vụ quế mà bà con mình đang đi phát đấy các bạn. Đồng bào người Nùng thì sẽ ở thấp hơn so với đồng bào người Hơ Mông các bạn nhé. Thế nên là xét cho cùng thì gọi là dân trí cao hơn. Đấy, các bé hiện tại bây giờ cũng tiếp cận những cái phương tiện thông tin truyền thông sớm hơn. Đấy, nhìn những bộ quần áo này không ngũ ngang ngũ quẩy, không nhận đâu. Đây là mẹ của bé đây à? Thế bố của bé đây à? Không. À, ok. À. Bạn ấy bảo sao? Bảo là nó bảo nó thích bộ khác nó mới chịu cơ. À thế ra đây chọn đi. Có màu đen bỏ. Khanh có màu đỏ giá màu đen. Có màu trắng. Mở ra nó thích. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Cô không thử là hơn rộng ấy. Có, vừa mà. Vừa không ạ? Tầm đứa này. Vâng. Đứa đó. Thế là ngon lắm ấy. Không kiếm bằng cuối cùng bằng không kiếm tròn được không? Nó lấy bộ vàng này à? Bạn không lấy bộ đấy à? Lấy bộ vàng à? Nhưng mà chẳng có bộ nào có màu như giống bạn mô tả đâu. Đồ này bộ... Nó thấy cái gì trong kia rồi nó thích rồi. À. Nó thích cái của người khác đấy. Thích cái gì? Nó thích cái gì? Nó bảo nó thấy kẹo nó thích. À. Thích kẹo cái gì? Ok. Tin
Có kèo ngay. Chờ một tí nữa là có kèo. Đấy. Đâu ở cái nào ạ? Em ơi, chân nhá. Áo á? Áo thì em không có áo mới cho người lớn đâu, có áo trẻ con thôi. Áo trẻ con thì chị được cái nào? Đây cái bạn khóc khóc kia là nhìn thấy xe quà của mình. Đấy. Đâu cái nào? Cháu thích cái nào? Cháu thích cái đấy gì? Đây nó ở trong này này, đây. Đây nhìn thấy chưa? À, đòi mứt ạ. Đây chị ơi, chị cầm bạn hai hộp sữa ạ. Ai à, căng nhè. Khó chịu thế đấy. Ngại quá. Kêu rồi. Ba ba hay đi quay về nè. Chúc lo này, anh chúc lo là hay luôn nè. Ôi, đã tự ý này là nhầm nhầm gì này ngọn. Ôi, lên. Đừng lo lại. Con không đồng ý nữa. Rồi các bạn, qua một hồi nói chuyện với nhà của bạn Điệp thì ngay thì đây là chú ruột của Điệp các bạn ạ. Mình đang xem tay của anh này. Anh bị sao đây anh? Suy thận mạng. À, suy thận mạng. Này đúng rồi, đây là bắc cầu. Ồ, đây là bắc cầu để chạy thận nhân tạo các bạn. Một tuần anh chạy thận nhân tạo mấy lần? 3 lần. Một tuần 3 lần á? 2 thứ 4 thứ 6. 2 thứ 6. Thế là có bệnh án trên Lào Cai? Vâng. Lúc chạy thận thì người ta sẽ cắm ở đâu anh? Cắm đây, đây. Cái này chạy vào máy, cái này chạy vào người. À, này vào máy, vào người. Vâng. Thế là chạy quanh. Ngày nào cũng, tuần nào cũng lên Lào Cai, sáng đi xong chiều về ạ? Vâng. Xe ca hay là xe máy? Đi xe ca. À. Đây là đấy à? Đây là cháu của anh à? Cháu. Đứa này là con gái. À, đứa này con gái. Vâng. À. Bạn này học lớp mấy rồi? 2009. Mà xe ca bằng em. Lớp 8. Lớp 8 à? Còn một đứa học ở nơi chú. Vâng. Anh thì năm nay bao nhiêu, sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh 86. À, sinh năm 86. À. 86. Thế là mấy ạ, anh có mấy cháu rồi? Hai cháu. Hai cháu. À. Bạn nữ này kìa, bạn nam kia nữa à? Không, hai đứa con gái hết. Hai con gái hết à? Một đứa đi đang học nơi chú chắc. À, cũng ở ngay gần nhà của Điệp thôi chứ đúng không ạ? Vâng. Nhà. À, nhà sai bên này. Thế bây giờ là có dám uống nước không anh? Không, uống ít thôi. Suy thận thì không uống nước. Uống nhiều nó phù lên. Đúng rồi, huyết áp cao. Khó thở. Thế là anh bị mấy năm rồi? Tính đi chạy thì được, năm nay là 9 năm rồi. 9 năm rồi. 9 năm rồi? Vâng. 86, 9 năm. Suy thận. Năm đầu tiên đi chạy được một lần xong rồi bỏ, không đi nữa. Xong à. Rồi lên thứ 2 là không chịu được mới đi. Vâng. Thì có cái phương án nếu mà ghép thận hay như nào thì bác sĩ có tư vấn hoặc là nói đến bao giờ chưa anh? Có nói nha, chủ yếu là mình kinh tế của mình nó không đủ ấy. À, ghép thận không đủ. Vâng. Thế nên nhưng mà ghép thận thì hiện tại là anh là bảo hiểm y tế rồi đúng không ạ? Vâng. Có phải là được trong bản là đánh giá hộ nghèo gì không anh? Có được hộ nghèo mà. Hộ nghèo.
bệnh tật bây giờ suy thận mãn rồi các bạn. Và anh chạy là thứ 2, thứ 4, thứ 6 thì là đây là một trong những bệnh nhân suy độ 4 rồi. Thế là mọi thứ đi lại là bằng ô tô hay là xe máy? Bình thường thì nắng nắng thì hôm nào đi được thì đi xe máy. Anh tự đi á? Vâng. Ồ, anh tự lái đi lái xe đi. Vâng. Không ai ngồi cuối cùng. Ai cho nguy hiểm quá. Đi vợ đi ở nhà có người làm. Vợ đi không có người làm. Vợ anh có đây không ạ? À đây là chị đây. Rồi các bạn, một cái video mà nãy thì xuống nhà của Điệp các bạn nhé, một trong những cái bạn mà em xem kênh của mình các bạn. Thì là em bảo là thôi thì hôm nào anh đi phát quần áo hoặc đi lên bản vùng cao thì cho em đi cùng. Này thì xuống nhà của Điệp chơi thì biết là trường hợp chú của Điệp, mình gọi bằng anh đi các bạn, thì suy thận mạng. Thế này thì một trong những phần quà Tết mà quý cô bác anh chị khán giả và người nhà hảo tâm gửi về các bạn, chắc là mình sẽ lên nhà anh chơi một chút và tặng anh một món quà chúc Tết anh ơi. Thế là như này, thì từ qua quá trình mà biết bạn Điệp, biết cháu của anh ấy, thì cháu anh cũng xem kênh. Thế này thì qua nhà anh thì biết là anh có hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo vậy. Thôi thì bây giờ mình về nhà anh một chút. Vâng. Xem là hoàn cảnh anh như thế nào. Vâng. Trong tương lai tới nếu như mà hỗ trợ giúp đỡ anh được một tí tiền xăng xe nào không, đi lại để chạy thận đúng không ạ? Dạ vâng. Ít nhất là hôm nay thì bọn em đến với gia đình thì là tặng gia đình một món quà để động viên gia đình. Chúc đến xuân mới Tết đến đúng không ạ? Vâng. Và rồi. Anh chờ em tí nhé. Chắc là nhà đây thôi đúng không? Nhà sàn đây đúng không? Nhà đấy. À rồi lúc nãy thì thấy anh ấy chỉ sang bên, vung tay sang bên này thì mình đoán bên này rồi. Cũng đi lại nhiều lần qua quãng đường này các bạn nhé. Nhưng mà do cái đặc tính mọi thứ của đồng bào người Nùng thì ở thấp hơn, mình có dân trí cao hơn một chút các bạn. Mình nghĩ là không còn nghèo nữa đâu. Anh thì do bệnh hiểm nghèo thôi các bạn nhé, mà bệnh mãn thế nên là không lao động sản xuất được. Đấy, thế nên là xem hỗ trợ giúp đỡ được anh chút nào thì mình sẽ lên bây giờ. Rồi. À, một phần quà các bạn nhé. Cái này là trong cái gói đi chúc Tết của mình. Gạo. Gạo từ bé tôm. Và trong gói giúp đỡ một hùng với tôm nữa. Thôi bây giờ lên nhà. Bên dưới sàn thì các bạn có thể xem một lượt cầu thang lên nhà. Mọi thứ. Đây là nhà sàn của đồng bào người Nùng các bạn nhé. Đó. Nhà to đẹp khang trang đây các bạn ạ. Tuy nhiên thì anh thì bệnh hiểm nghèo. Thế nên là... À xem nào. Để giày ở ngoài. Đi đang quay giày ở ngoài. Có thêm nhà còn không? Đó. Xem trong nhà. À đây, ngồi đây à? Vâng, nước. Vâng ạ. À. Như thế là mình tên là gì à anh? Lù Xeo Kiến. Lù Xeo Kiến à? Vâng. Linh Lùng. Linh Lùng. Vâng ạ. Anh ơi, trong cái túi này là có kẹo bánh này, mứt Tết này. Kem đánh răng này. Dầu ăn này. Mắm muối mì chính. Có cả đường nhá. Tuy nhiên là không biết là anh thì với cái bệnh của mình chắc chắn là kiêng muối rồi. Vâng. Bây giờ chế độ ăn thì thế nào anh? Muối thì phải kiêng nhưng mà kiêng muối. Ăn nhạt. Ăn nhạt, chính xác rồi. Thôi thì em cứ tặng cả gia đình mình, thế là dùng được cái gì thì mình lựa chọn dùng nhá. Gạo thì chắc chắn là sẽ không thể nào ấy rồi đúng không? Vâng. Ở chỗ nào thì cũng cần rồi. À, còn thiếu. Em còn thiếu, tức là 5kg gạo nếp với lại một túi đỗ nữa để anh làm bánh trong Tết này. Chờ em một tí em xuống lấy. À đây các bạn, đây là 5kg gạo nếp với lại là đây là chắc là 5 lạng đỗ xanh. Đó, để làm nhân bánh các bạn. Chỉ thiếu mỗi thịt thôi. Đó. Anh ạ. Dạ vâng. Chuyến này thì tặng gia đình. À ngồi đúng cái chỗ này nhỉ, hơi tối. Đây là gạo nếp anh này. Đỗ. Thiếu mỗi lá dong với lạt và thịt lợn thôi nha anh nhá. Thì là sẽ là đủ cho Tết này mà cho những cái thứ nhẹ nhàng. Đó. Lá dong cậu lấy cho nó ở nhà nó chưa lấy về. Rất cảm ơn các anh. Điều kiện rất khó khăn thì em cũng xem kênh của anh. Em bảo cho anh trai bác có tiền cho
lên thì xem không có được. À vâng ạ. À. Vâng vâng vâng. Thế là chị là cũng là một người cũng hay xem kênh của em, chương trình của em làm đúng không ạ? Vâng. 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 Đúng rồi, thế thì vâng. À, thế là cả nhà xem. Thế đây là thảo nào là hôm nay là bạn bạn Điệp. Bạn ấy xin đi cùng phát quà. Như thế là bạn cũng đang xem cái chương trình của người trẻ thôi các bạn, mà xem những cái chương trình từ thiện hướng về bà con, hướng về đồng bào. Đó. Thế là đây thì em thấy là nhà lớn đây rồi. Thế còn các thứ mình nấu ăn ở đâu à anh chị? Bây giờ không có bếp. Nấu tạm, nấu tạm bên ngoài kia, không làm được bếp. Nấu tạm bên ngoài kia là nấu tạm ngoài kia là chỗ nào ạ? Phải phía không ạ? À đây bên trong ngôi nhà. Gì? À. Ở ngoài này. Có cái à, hướng này ạ? Ở đây ngoài đấy, cửa đấy. À ừ, nấu tạm ở đấy. Vâng. Rồi các bạn. Anh thì sinh năm 86. Nay thì mình còn bao nhiêu cân anh? Mình được bao nhiêu cân ạ? À? Dạ. Mình được bao nhiêu cân? Được 44 cân. 44 cân. Thế là trước khi chưa đổ bệnh thì mình là bao nhiêu cân anh có nắm được không? 50 cân. 50 cân. Suy thận này thì nó cũng nguyên nhân đấy nhá. Anh nhá, tức là có khi là do nguồn nước hoặc như nào thôi. Thế là anh nghĩ đến là gì, bị gì? Như nào? Cũng không biết được, tự nhiên nó bị phù lên. Tự nhiên bị phù lên. Vâng. Thừa chưa trai tráng thì khỏe mạnh thôi đúng không ạ? Vâng. À. Bắt đầu đầu tiên học lớp 6 phù lên xong chứa khỏi thời gian đấy. À, tức là từ khỏi được hơn chục năm đấy. Bị từ thời lớp 6. Vâng. Xong à, đến năm 2000. Thế thì anh chị bây giờ ngủ chỗ nào? Ngủ bên này à? Đây. À đây, đây 2000... là con ngủ đúng không? Vâng. 2012 thì nó phát là đi khám lại là họ bảo suy độ 4. À suy độ 4. Vâng, nghĩa là cổ tay về chạy được 3 lần, cổ tay hỏng xong là không lười, không có tiền ấy, không đi nữa, không nghỉ. Vâng. Sau là nó lại yếu quá. Mỗi lần chạy thận này là bao nhiêu tiền? Xăng xe đi lại và ăn uống mọi thứ nữa. Bình thường thì một ngày cứ 200.000 cả đi cả về, cả ăn cả tiền xăng xe. À xăng xe đi lại là 200.000. Vâng. Đây là tiết kiệm đấy đúng không ạ? Vâng, tiết kiệm nhất đấy. Thế còn là như hôm mưa gió thì phải thuê xe ô tô đi đúng không? Chẳng hạn thế đúng không? Không đi thì mưa gió thì mình phải xuống ra ngoài cầu đao ấy bắt xe khách đi. À bắt xe khách. Xe khách họ cũng giảm cho mình 50% mà. À thì họ thương thì họ lấy 50.000. Họ thương mình đúng không? Vâng. Thế còn là cái chi phí chạy thận. Chi phí chạy thận thì cái bảo hiểm của mình được 100% ấy. À bảo hiểm người nghèo ở khu vực này được 100%. Mình có truyền cái thuốc cái bổ gan ấy thì mình thì nếu mà có tiền thì mình tự truyền đạn, truyền thêm. À thế là mình lại đưa chi phí ra. Vâng. Và rồi một trong những cái tuyến cơ sở như mình là bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, các bạn chưa có cái chạy thận nhân tạo mà bắt buộc anh phải lên tận viện đa khoa tỉnh Lào Cai các bạn nhé. Khoa thận nhân tạo thì mới chạy được, thế nên là đi lại cũng vất vả. 246 từ khu vực anh Xuân Hòa. Vâng. Yeah. Vâng. Lên Lào Cai là 100 cây. Vâng. Đi đi lại như thế là với chi phí 200.000 đi lại như thế là rẻ đấy, là tiết kiệm tầm tiệm đấy các bạn. Sáng không ăn sáng đấy. Sáng là nhịn. À nhịn ăn sáng để đi chạy thận. Ừ. Vâng. Ăn thì sợ tiền xăng thì sợ xe hỏng nó không đủ, hôm nào đi xe máy. À. Rồi. Thế là một trong những bệnh éo le. Giờ lao động thì hiện tại giờ anh chắc cũng chỉ ở nhà thôi đúng không ạ? Ở nhà thôi, không làm được. Không làm được. Mệt lắm. Vâng. Đi một tí là chóng mặt, không dám đi, nó sợ ngã. À, thế còn mọi thứ là vợ lo hết đúng không ạ? Vâng. À rồi. Đâu, để các bạn xem một chút cái căn bếp của anh đang vừa nói nào. Chắc là đang nấu ở đây các bạn ạ. Để nấu tạm đây. À, tức là bốn bề là không có phên hay là vách che gì hết. Đó, nấu bếp củi ở đây. Bên cạnh cái gì mình có thể nhìn cái hình dáng này mình đoán là đó là cái chuồng lợn ngày trước. Tuy nhiên là bây giờ không có thả con nào. Lợn chết đi. Dịch chết hết. À, dịch chết hết. Bây giờ có nuôi con gì không anh? Có mỗi một con trâu. À, nuôi một con trâu. Tất cả mọi thứ ở trong gia đình thì phụ thuộc vào vợ hết. Vâng. Đó. Tức là anh em gia đình thì chắc là cũng hỗ trợ giúp đỡ chứ đúng không ạ? Cũng hôm nào khó khăn quá, không có thật sự thì phải xin, có lúc thì phải vay, mượn. Vâng, tức là trả. Vâng.
Gạo thì đây đúng không ạ? Vâng. Thóc. Chắc là đủ, đủ ăn thôi chứ anh? Này là thóc. À thóc thóc. Ăn thì thóc ăn thì vừa đủ. À vừa đủ. Vâng. Từ okay. Từ làm ruộng. Vâng, thế tốt. Ok, thì nắm được thêm cái một hoàn cảnh mà ngày nay mình lên chơi các bạn. Ở lên nhà đồng bào mình các bạn nhé, mình có thấy cái này mình hỏi anh một chút. Thôi, em hỏi một chút đây. Cái này là mang ý nghĩa gì không anh? Cái này mình dựng nhà mới là mình cho bên vợ, bên nhà vợ. Nhà vợ? Cái bên ngoại đóng. À. Để lấy may thôi. À, lấy may. À. Là dựng nhà mới. Vâng, thêm vải màu đỏ đúng không ạ? Vâng, vải màu đỏ. Ở trên kia một cái lên, mà trên kia nó rách đi. Trượt cắn. À, rồi rồi. Lúc đóng là phải cho tiền vào. À, rồi. Ở bên ngoài. Mang ý nghĩa lấy may. Vâng. À, rồi. Cái này phong tục từ ngày xưa. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Thế thì nay em lên thì em thấy lần đầu tiên em hỏi mà. Rồi, ok. Một cái ngôi nhà mà anh dựng lâu chưa anh? Cái nhà này ạ? Nhà này mới làm lại được 2 năm. À, làm lại được 2 năm. Nhà trước nó sắp đổ. Vâng. Vay mượn làm. Vay mượn làm được cái ngôi nhà này. Vâng. Hiện tại là kinh tế gia đình là cũng rất khó khăn đúng không? Cái chạy thận nhân tạo đấy thì với thứ nữa là nam giới ở trong gia đình thì chắc chắn là lao động chính rồi các bạn. Mà ngày nay chạy bị bệnh như này nữa thì cực kỳ càng khó khăn. Mình sẽ một lượt ngôi nhà cho các bạn xem một chút. Đây là một cái ngôi nhà sàn. Oh, được đóng kín hết các bạn ạ. Đóng kín mít luôn. Đằng sau cũng đã cũng kín. Ở dưới. Rồi, một vài hình ảnh dưới sàn vào lên nhà các bạn nhé. Bạn này bạn khóc khóc nãy đây đúng không? À cuối cùng lên đây à? À. Còn các chú. Thế còn chị là sinh năm bao nhiêu chị? 89. À chị 89. Rồi. À, thế là ông nội của Điệp thì đâu? Hiện tại còn có ở gần đây không em? Ở trên kia. Nhà ở riêng ở với chú đó. À ở trên đấy. Cũng là một à đây à? Hai con. Nhà sàn đấy. Bạn này lớp lớp 8. Đây à, bạn nữ nữa nhỉ? Bạn nữ là đang học lớp 6. À. Chưa về. Cũng học ở ngay cái trường này đây thôi đúng không? Không, Bảo Yên. Học Bảo Yên, trường học chú nội chú Bảo Yên. Học nội chú Bảo Yên. Vâng. Thế còn cháu đi học đâu? Học đây Cố Lũ. À. Thì bạn kia là học rất tốt đúng không? Bạn học lớp 6. Nó biết nghĩ, nó học. À rồi. Thế tốt rồi. Thế là các cháu là học cho chuẩn bị nghỉ Tết đấy đúng không ạ? Vâng. Ừ. Thôi anh kiến là như này. Thì trong sáng nay em là cũng là qua nhà chơi. Tức là đưa bạn này là đi cùng phát quà ở bản vùng cao về. Thế là qua nhà biết cái hoàn cảnh của anh là như vậy. À, qua cũng không có gì đâu, em có món quà nhỏ để tặng gia đình. Xuân năm mới chúc anh mọi thứ là sức khỏe, bình an và thuận lợi hơn anh nhé. À, hy vọng là sang năm mới thì sẽ cải thiện được thì sức khỏe nếu như mà chẳng hạn. Chắc là phương án của anh là chỉ có ghép thận thôi đúng không? Vâng. À, đấy, bây giờ nó là suy độ 4 rồi nên cũng khó, không thể phục hồi được nữa. Thì phương án là ghép thận. Ghép thận thì phải có người trong gia đình hoặc bạn học là những người hiến thận các bạn nhé. Mà có cái nhóm máu phù hợp. Đấy. Mọi thứ nó phù hợp nữa là không bị đào thải thì mới ghép được. Thường thì sẽ ghép một quả từ người lành sang, đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, bác sĩ cũng tư vấn vậy đúng không? Vâng. Mà cái ghép thận thì chắc là phải tuyến Hà Nội nhỉ? Hà Nội. Tức là người ta cũng có cái phương án như vậy cho mình rồi đúng không? 86 như anh chắc là vẫn phục hồi được thôi. Ghép vẫn phục hồi được. Chủ yếu là kinh tế của mình. Không, anh phải có kinh tế là một nhá. Ví dụ như là bố của cái bạn này hoặc là bố của các mấy bạn kia, anh em ruột trong nhà ấy. Đi xét nghiệm mà mọi thứ nó nhóm máu phù hợp xong là anh ấy đồng ý hiến một bên thận. Đấy mới đưa từ người nhà người lành sang anh thì mới được. Đó. Đấy phương án là như vậy. Thôi cái đấy là lộ trình thôi anh ạ. Vâng. Là mà mọi thứ trong các kiểu. Ví dụ như là bạn Điệp này cháu gái này chẳng hạn hoặc con gái của anh này. Đến tuổi trưởng thành trên 18 tuổi chẳng hạn. Đấy. Là có thể là hiến thôi cái đấy là cái lộ trình gia đình mình đi. Nay thì em cũng qua một cái xuân mới Tết đến thì em đến thăm và tặng cho gia đình một món quà. Thế. Thế chị cố gắng nhé. Mọi thứ thì nó cũng
có cái cách giải quyết, tức là hướng đi. Đấy. Giờ thì gia đình khó khăn thì vâng. Ghép thận thì cũng mong chắc là không thể, nhưng mà chủ yếu là nhờ các bác có thể hỗ trợ được tiền xăng xe đi lại hay không. À rồi. Mong là cái đấy. Vâng. Rồi tương lai tới nữa thì em sẽ đi lại đây mà. Giúp được gì nữa thì em sẽ qua vào nhà luôn. Đó. Hỗ trợ được thì em cũng cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng. À, các bạn em đang học rồi đúng không? Vâng, đang học. À, rồi. Rồi các bạn một cái video nhỏ mà lên thăm lại. Lúc đầu là một cái hậu trường thôi các bạn. Lúc sau để tìm hiểu ra thì anh là yếu tố bệnh hiểm nghèo. Thế thôi thì mình thăm động viên gia đình luôn. Cảm ơn Điệp, cảm ơn gia đình. Đây thì có cái thước phim mà bọn em đang ngồi ở không gian này. Mình kết thúc video tại đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh.